thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng gặp nhau trong nhịp đập thị trường của tuần mới và tuần này. Đó là ngày 9 tháng 4 năm 2023. Chủ đề của tuần này chúng ta cùng trao đổi với nhau đó là các cổ phiếu đầu cơ, hay tôi hay trêu là penny móc cống ấy, đang cháy rất là rực rỡ, và sự tham lam sẽ tiếp tục dẫn dắt trong tuần mới. Đó là chủ đề của tuần này. Tất nhiên với mỗi cái video của mình thì các bạn nên xem cái tuyên bố miễn trách của tôi ngay đầu video. Đó là video này thể hiện ý kiến chủ quan của Thái Phạm, và Thái Phạm sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề đầu tư mà bạn quan tâm. Bạn hãy tham khảo để ra quyết định đầu tư lời hay lỗ của mình bạn nhé. Đối với thị trường tài chính thế giới thì nổi bật trong tuần vừa rồi, các bạn vẫn thấy rằng thị trường chứng khoán Mỹ đã tương đối là ổn định trước kỳ nghỉ lễ Easter. Đây là kỳ nghỉ lễ Phục Sinh mà các bạn thấy rằng ngày thứ 6 thị trường Mỹ không có giao dịch, là đó là bởi vì là thị trường Mỹ đã nghỉ lễ Easter, lễ Phục Sinh. Và trước đó thì thị trường khá là ổn định. Những cái thông tin về trong ngày thứ 6 cũng cho thấy sự ổn định của thị trường Mỹ đang khá là ok. Thị trường việc làm, đặc biệt là thị trường kinh tế, khá là tốt. Thị trường lao động tháng 3 mặc dù đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn tăng trưởng rất là tốt. Bởi vì theo cái số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ trong tháng 3 thì các lĩnh vực phi nông nghiệp, ở đây là non-farm payrolls, đã tạo thêm là 236.000 việc làm mới. Và cái tỷ lệ thất nghiệp hiện tại đã giảm từ mức 3,6% xuống còn 3,5%. Nó rất gần với mức toàn dụng việc làm. Và đồng thời, cái số liệu việc làm của tháng 2 cũng đã được điều chỉnh lên thêm từ cái mức là 311.000 việc làm tạo mới lên 325.000 việc làm tạo mới. Và điều này chúng ta cũng thấy là kết hợp với lại cái mức lương của các lực lượng lao động Mỹ cũng đang ở mức rất là cao tính theo giờ. Và chính việc này đã khiến cho cái sự tự tin của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, đó là bà Janet Yellen, cựu cái này là chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đó, là bà nói rằng kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng và sẽ tiếp tục tốt. Trong cái phát biểu với báo giới ngày hôm 6 tháng 4 thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ khẳng định rằng là tôi tiếp tục dự đoán rằng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng và thị trường lao động vẫn mạnh mẽ và lạm phát sẽ giảm. Đấy. Cái mức lạm phát của Mỹ theo cái dự báo thì chúng ta cũng thấy rằng là nó sẽ giảm xuống mức là vào khoảng như tôi dự báo đó, là nó sẽ rơi vào khoảng là 5,2% trong cái tháng 3 này, từ mức 6,6% trong cái tháng 2. Và chính vì cái dữ liệu việc làm tạo mới trong cái lĩnh vực phi nông nghiệp là non-farm payrolls data đã cho chúng ta thấy, kết hợp với lại cái mức lương, rồi những cái vấn đề về lạm phát, cái core CPI, tức là chỉ số CPE và chỉ số CPI được dự báo sẽ giảm xuống còn mức 5,2%, thì nó lại càng củng cố cho tôi và rất nhiều những cái người quan sát, những nhà đầu tư trên thế giới đều tin rằng là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào ngày 3 tháng 5 tới thêm 25 điểm cơ bản, tức là 0,25% nữa. Theo những khảo sát hiện nay trong cái công cụ Fed Rate Monitor Tool thì 65,5% tất cả mọi người đang dự báo rằng Fed sẽ tăng thêm 0,25% nữa, đẩy mức lãi suất của Fed lên 5 đến 5,25% từ mức 4,75 đến 5% tại thời điểm hiện tại. Và như vậy, chúng ta có thể thấy những dự báo của CEO JP Morgan Chase, ông Jamie Dimon, đã hoàn toàn đúng. Fed sẽ nâng mức lãi suất lên 5. Đây là dự báo thôi, nhưng mà gần như là đúng đến 90% rồi. Chỉ còn một cái tháng 5 này nữa là coi như là với những dữ liệu việc làm, CPI, rồi kinh tế Mỹ vẫn còn mạnh, vân vân. Chẳng có lý do gì để mà không tăng lãi suất tiếp. Đấy.
và cuộc chiến chống lại cái sự tăng giá của hàng hóa, nhất là cái trong cái bối cảnh các cái nước OPEC cộng đã tiếp tục cắt giảm thêm 700.000 thùng dầu một ngày. Đấy là 700.000 đến 1 triệu thùng dầu một ngày. Nga thì cắt 700.000, đúng không? Còn OPEC cộng tính cả Nga nữa thì cắt khoảng 1 triệu thùng dầu một ngày, là một cái vố, và buộc Fed phải tiếp tục nâng lãi suất. Đấy, thì lúc này các bạn nhìn thấy là cái mức lãi suất tăng lên là cái đường tay trái của tôi, nó đã đạt đến mức 5.25%, và lạm phát thì sẽ kỳ vọng là đi xuống như thế này ở bên tay phải của tôi. Hai cái mốc này nó giao nhau tại cái mức 5%, và đây theo Jamie Dimon nó sẽ là cái mức cân bằng equilibrium, tức là mức cân bằng cho cái lạm phát và interest của Mỹ, tức là cái lạm phát và lãi suất của Mỹ. Chúng ta nhìn thấy như vậy. Và theo Jamie Dimon thì cái mức này cũng sẽ được giữ trong 6 đến 9 tháng để coi cái hệ thống tài chính, doanh nghiệp Mỹ và nền kinh tế Mỹ sẽ phản ứng tiếp theo như thế nào. Các nước Mỹ Latin, các nước phát triển, các nước mới nổi có xảy ra những cuộc khủng hoảng mini hay không? Hay nó như thế nào trước khi là sẽ có một cái đợt hạ lãi suất, nó gọi là cái đợt pivot. Thì pivot nếu có thì chắc chỉ phải đến vào năm 2024, trước thềm bầu cử Mỹ được diễn ra. Và tháng 11 năm 2024 thì chúng ta sẽ chứng kiến thấy có tổng thống Mỹ mới. Đấy là cái mà chúng ta cùng nhận định. Vì sao chúng ta lại nhận định như vậy? Bởi vì ngày hôm nay thì trong ngắn hạn, những cái vấn đề liên quan đến bank run tức là sự mất ổn định, rồi mọi người đến rút tiền ngân hàng cùng một lúc tại hệ thống ngân hàng của Mỹ, và những vấn đề của châu Âu thì đã tạm lắng xuống và gần như sẽ không còn cái vấn đề nguy hiểm nữa. Và cuộc chơi dường như đã hạ màn. Tại sao tôi lại nói cuộc chơi gần như đã hạ màn? Bởi vì những kẻ chủ mưu trong ngoặc kép đã được phát hiện. Đó chính là những quỹ hedge funds, những quỹ phòng hộ đã sọt bán khống cổ phiếu ngân hàng trong tháng 3 và đã kiếm được hơn 7 tỷ đô la kể từ cái việc mà tung tin trên Twitter, rồi có những nhóm gây ảnh hưởng hay là những thứ mà có thể kết hợp với là lượng bán khống cổ phiếu. Tất nhiên, nó phải dựa trên cái nhận định của họ. Đây là việc hoàn toàn hợp pháp nha các bạn nhé. Việc bán khống ở Mỹ là hợp pháp. Nhưng mà những người được hưởng lợi trong cái câu chuyện bank run và hệ thống tài chính ngân hàng của Mỹ bất ổn đã cất vó và đã lộ diện. Những quỹ phòng hộ này đã kiếm được tiền. Thì cái cuộc chơi nó phải dựa trên cái sự yếu kém của một số ngân hàng như SVB hay là First Republic Bank hay là Credit Suisse v.v. Người ta đặt cược vào cái sự mà mất thanh khoản, cái bank run tại những ngân hàng này khi có những cái vấn đề, tất cả khách hàng vì một yếu tố nào đó tâm lý hay những thông tin nhận được trên Twitter sẽ đến rút tiền cùng một lúc chẳng hạn, thì sẽ khiến giá cổ phiếu và cái hiện tượng bank run xảy ra. Như tôi đã phân tích với các bạn là khi mà SVB nắm những cái tài sản đầu tư gọi là HTM, held to maturity, tức là nắm giữ đến ngày đáo hạn, và cái gap, cái chênh lệch giữa cái ngắn hạn và cái dài hạn nó quá là lớn, rồi những cái rủi ro mà người ta không có hedge, không có mua bảo hiểm đó, thì chúng ta thấy rằng là khi có vấn đề xảy ra thì những cái quỹ đặt phòng hộ này họ đã đặt cược là hiện tượng bank run xảy ra, rồi cái sự mất thanh khoản của ngân hàng dẫn đến là cổ phiếu sẽ giảm sâu và họ đã thu lợi. Thế thì những người thu lợi, hưởng lợi từ quá trình này thì đã lộ diện rồi. Chẳng hạn như là cái ông những cái vị thế bán khống, thực ra cái này là theo S&P Global Market Intelligence đấy, là những thông tin theo dữ liệu từ OTEX, thì những người bán khống đã kiếm được tổng lợi nhuận ước tính khoảng 1,3 tỷ đô la từ các vị thế bán đối với lại SVB này, khoản tiền lãi hơn 848 triệu đô la đến từ bán khống First Republic Bank. Đấy, cổ phiếu này đã giảm 89% trong cái tháng 3. Và các vị thế bán khống khác cũng thu được lợi nhuận lớn đối với lại Credit Suisse, rồi đối với Deutsche Bank. Thế nhưng mà những người này đã được phát hiện rồi. Và những cái chính phủ như Đức, Thụy Sĩ và chính phủ của Mỹ
họ cũng đã hành động. Do đó thì tạm thời những cái vấn đề của thị trường chứng khoán Mỹ nó không có vấn đề gì, và Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Sau cái tăng lãi suất này và giữ 6 đến 9 tháng, chuyện gì tiếp tục sẽ xảy ra thì nó là một câu chuyện chúng ta chưa biết. Chúng ta chưa biết. Đấy. Tôi thì tôi tin rằng là ở Mỹ và Âu thì khó có thể xảy ra cái gì. Nhưng mà hoàn toàn có những nước đang phát triển, như nước ở Mỹ Latin chẳng hạn, nó sẽ khơi mào cho một cái khủng hoảng mini nào đó. Bởi vì bất cứ một chu kỳ thắt chặt nào thì sẽ buộc một cái hệ thống doanh nghiệp hoặc là một cái hệ thống ngân hàng nào đó nhỏ ở các nước quốc gia yếu hơn bị phá sản. Tôi có đọc một số các thông tin của Nga thì thấy cho thấy rằng là với cái chiến phí khổng lồ tại Ukraine cho cái lợi ích trăm năm của họ, thì cái ngắn hạn thấy họ đang rất là đau đớn về ngành công nghiệp chế tạo ô tô, vũ khí. Các hợp đồng quân sự của Nga thì gần như đã bị giành hết bởi phương Tây rồi. Thiết bị thì không có spare parts, tức là những cái phụ tùng nguyên phụ liệu để mà sản xuất tiếp. Rồi công nghiệp ô tô thì đình đốn, thâm hụt thương mại thì gia tăng, kinh tế thì đi xuống. Người ta thống kê, và tôi cũng đã làm một cái video cho bạn rồi, đó là khi nước Nga tham gia vào cuộc chiến ở Crimea, bán đảo Crimea, thì nền kinh tế luôn luôn tụt hậu. Từ top dưới trong top 10 bây giờ chuyển xuống hơn top 13, thì khả năng là sẽ còn tiếp tục tụt hậu trong vòng 10 năm tới, 5 năm, 10 năm tới với cái chính sách bao vây và tiêu chuẩn kép hiện nay của phương Tây. Đấy, thì cái đấy là hiểu, bởi vì trong cái hệ petrodollar thì thực sự các bạn là không tránh khỏi. Còn nền kinh tế của Mỹ và tài chính của Mỹ thì với cái sự thích nghi của các cái tập đoàn, những cái doanh nghiệp lớn, thì họ sẽ cắt giảm nhân sự, họ sẽ tập trung vào hiệu quả optimization hơn là maximization. Thì tôi tin rằng sau một năm, năm rưỡi thì mọi vấn đề nó sẽ được giải quyết, nhất là trong cái bối cảnh mà cái bầu cử Mỹ 2024 nó đang đến cũng khá là gần rồi. Các bạn nghe thấy những cái vụ lùm xùm nói thêm về ông Donald Trump, những cái chat gọi là tại tòa New York, rồi những cái cáo buộc vân vân. Ông tận dụng media để mà lợi dụng những cái bất lợi, biến cái bất lợi thành cái có lợi trong cái cuộc tranh cử tổng thống mới, rồi những cái cản trở của bên dân chủ. Thì chúng ta sẽ chứng kiến thấy là có thể 2024 sẽ là một năm rất là tốt đối với thị trường chứng khoán Mỹ. Bởi vì thường là trước bầu cử và sau bầu cử một năm thì cái thống kê cho thấy rằng cái chứng khoán Mỹ rất là tốt. Nghĩa là sẽ không có nhìn thấy nhiều những cái sự bất ổn. Chúng ta sẽ thấy bất ổn ở đâu đó trên thế giới, chứ không phải là Mỹ, và đặc biệt cũng khó là ở châu Âu. Các cổ phiếu công nghệ sẽ tiếp tục hồi phục. Thế thì đây chúng ta có thể nhìn xem là Dow Jones thì thế nào đây. Dow Jones thì các bạn thấy trên phần mềm Kung Fu Stock Pro thì chúng ta thấy rất rõ cái điều này. Đó là tất nhiên có thể là những cái ngưỡng cản thời gian tới sẽ xuất hiện, và tuần tới thì có thể Dow Jones sẽ có những cái tinh chỉnh, điều chỉnh kỹ thuật, đấy là điều bình thường. Nhưng cái quan tâm của tôi là S&P 500. Thì S&P 500 thì thậm chí là đang tích lũy và có thể chờ đợi để vượt đỉnh. Rồi Nasdaq, cái chỉ số Composite Index Nasdaq của các công ty công nghệ thì hoàn toàn tích lũy và có thể sẽ hướng tới mức 13.000 điểm không chừng. Bởi vì dù sao thì bây giờ nó đang ở trong giai đoạn là, thứ nhất là nó có cái Golden Cross rồi, cái thứ hai nó ở giai đoạn sideways trong uptrend. Đấy, nó khác. Tôi thấy là đồng đô la thì cũng còn yếu, nhưng mà tôi vẫn duy trì quan điểm là đồng đô la sẽ có một cái quá trình tích lũy tạo hai đáy. Ở tháng 2 có một đáy, và hiện nay cái đáy sau là tháng 4 này nó cao hơn, và có thể nó sẽ phục hồi về lại cái đường màu tím này. Có thể là sẽ về vùng 105. Nó có thể gây sức ép một chút đối với lại các cái đồng ngoại tệ, nhưng nó sẽ tác động nhiều đến giá vàng và giá dầu. Nghĩa là giá dầu Brent sau khi hồi phục rất là thần kỳ, nhờ cái câu chuyện là cắt giảm 1 triệu thùng dầu của OPEC cộng, thì khả năng khi gặp cản này nó sẽ có những sự điều chỉnh và hoàn toàn có thể lấp lại cái gap mà lúc 79,8 đô la này.
Đấy. Trong cái tuần phục hồi của đô la index và vàng cũng vậy ha. Vàng chúng ta cũng nhìn thấy là có những dấu hiệu bất ổn, mà tôi nói rằng là vàng, Bitcoin, Ethereum nó cũng đang có những cái bất ổn trong cái ngắn hạn rồi. Đặc biệt là chúng ta nhìn thấy rõ những cái phân kỳ hai đỉnh của vàng. Thì với những cái mẫu hình nến sao, bộ nến sao hôm trên đỉnh đối với lại đồ thị ngày và đối với đồ thị tuần thì vẫn rất mạnh, nhưng đối với đồ thị ngày thì có thể có những cái trục trặc. Và chúng ta thấy rõ cái điều mà phân kỳ này rồi. Đấy. Thì có thể là trong tuần tới với sự hồi phục của đồng đô la khi mà tạo ra hai đáy, khi mà cái kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 5 ngày càng tăng lên của Fed, thì cái đồng đô la nó sẽ phục hồi. Và kèm theo đó là cái điều chỉnh của vàng. Đấy, điều chỉnh của vàng và của cả Bitcoin nữa. Bitcoin nó cũng có thấy những cái dấu hiệu ở đây là mặc dù cái vùng này giao dịch vol rất là thấp, nhưng mà nó cũng giống như cái giai đoạn của cuối tháng 1 vậy đó, đến đầu tháng 2 thì Bitcoin nó đang có những cái theo tôi thì mọi người cứ nói là tích lũy để vượt đỉnh, nhưng mà tôi thì tôi nhìn thấy cái sự phân kỳ và nó có cái mẫu hình đỉnh bánh bao. Đây là quan điểm cá nhân tôi. Và nếu có lên thì cũng không lên được nhiều, nó cũng lên cùng lắm 30.000 là lại gặp cái cản rất là mạnh rồi, rất khó. Và đối với Ichimoku nhìn thì nó bay về cái vùng 25 và 26.000 nó dễ hơn là so với cái câu chuyện là anh bay lên luôn. Thì tôi nhìn thấy như vậy. Còn tất nhiên các bạn khi mà tham gia vào thị trường Forex thì các bạn nhìn vào những khung 15 phút rồi 30 phút, 45 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, 4 giờ thì nó rất là ngắn. Các bạn đánh scalping ấy thì nếu mà nhìn theo ngày thì nó quá là dài. Vì vậy khi mà ngày mà tạo những xu hướng lớn về giảm giá giữ lệnh được với cái vị thế nhỏ thì tôi tin rằng là các bạn vẫn có thể có lợi nhuận lớn nếu các bạn đặt cược vào cái câu chuyện là xu hướng trong dài hạn. Tất nhiên vị thế phải nhỏ và mức margin tương đối là ít, là thấp. Đấy, chúng ta cũng nhìn thấy trên đồ thị rồi. Còn đối với chứng khoán Việt Nam thì thế nào? Tôi thì tôi thấy rằng chứng khoán Việt Nam các bạn nhìn thấy rõ là phe bò thì vẫn đang nắm cái vị thế trên thị trường, nhưng bắt đầu yếu đi. Tôi phải thêm cái câu như thế, bắt đầu yếu đi. Cái điều yếu đi này thì các bạn nhìn thấy rất rõ. Chút xíu nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn thêm trên đồ thị nó bắt đầu yếu đi khi nào. Thì nó bắt đầu yếu đi từ cái phiên ngày 6 tháng 4 rồi, khi mà cái phiên chốt lời rất là mạnh trên VN Index. Và đối với lại VN30 thì cái sự yếu đi của nó cũng thể hiện rất rõ vào ngày 6 tháng 4, ngày mà thứ năm tuần vừa rồi. Bắt đầu chúng ta thấy dòng tiền thì cũng đã thể hiện cái sự yếu đi, bởi vì dòng tiền không còn tập trung vào các cái trụ nữa, đang chuyển hướng rất mạnh sang các cái dòng mid cap, và đặc biệt là dòng tiền tập trung vào đầu cơ penny, các hàng móc cấm, rồi những cái hàng mà tham lam. Tôi tại sao lại có móc cống, là bởi vì hồi xưa ấy, có một cái năm 2000, từ những năm 2007-2011, tại những cái sàn giao dịch ấy, thì thường nằm các cái cống nó hôi lắm. Chứ nếu mà các bạn đã tồn tại qua cái thời kỳ từ 2011-2013 mà gắn bó với sàn thì các bạn thấy là trên những sàn tại những bến Chương Dương, tại thành phố Hồ Chí Minh này, rồi Hà Nội, Liễu Giai vân vân, thì các bạn thấy rằng nó không được sạch sẽ như bây giờ các bạn đang thấy đâu. Đấy. Thời điểm đó thì những nhà đầu tư kỳ cựu toàn những cái bác lớn tuổi thôi. Những cô lớn tuổi được chuyển nghề từ buôn bán chợ sang đi chạy chợ chứng khoán ấy. Thì chúng tôi thường hay dùng từ penny móc cống, cổ phiếu đầu cơ. Nó càng lỗ thì bây giờ giai đoạn này nó càng lên. Đấy. Mà càng lỗ càng lên, càng sợ càng lên, càng thị giá thấp càng lên, càng thanh tra. Cá biệt có những cổ phiếu bất động sản thì càng có cái thông tin là thanh tra bất động sản, thanh tra công ty thì lại càng tăng mạnh. Đấy, thì nó đi theo ngược những quy luật về cơ bản. Thế thì cái này là cái mà chúng ta thấy có những cái dấu hiệu mà tôi đã chia sẻ với các bạn trong cái video của tôi vào ngày thứ năm live stream ấy. Các bạn vào trong kênh Thái Phạm các bạn xem ha. Đây này, các bạn thấy là cái hôm mà tôi chia sẻ trong sự kiện phát trực tiếp đấy,
cổ phiếu Penny móc cống tăng trần nó báo hiệu cái điều gì? Nói chung là Penny mà móc cống tăng trần thì thường nó gọi là các cái con gà Tây bắt đầu biết bay trong giông bão đấy. Thì nó sẽ báo hiệu là sự điều chỉnh sớm của thị trường thôi. Chút xíu nữa tôi sẽ phân tích các bạn có lý do căn cứ. Còn về vĩ mô thì các bạn thấy rằng vĩ mô chúng ta đang có những sự cởi trói. Đây là cái slide của tuần trước. Tôi vẫn suy đoán rằng lãi suất còn hạ nữa và nó tích cực cho nền kinh tế thực, ít nhất là trong kỳ vọng. Và áp lực năm nay 2023 thì tỷ giá sẽ không có áp lực nhiều. Thì Việt Nam mình là cái quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á thi hành cái chính sách nới lỏng tiền tệ. Đấy. Đây là cái nhận định của Ngân hàng Phát triển Châu Á, Asian Development Bank, Ngân hàng ADB. Đấy. Tổ chức họp báo về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam. Và theo những cái nhà chủ nhà băng như là chủ tịch của BRG Group, chị Nga Đồng Mô đó, thì chị có chia sẻ là bây giờ phải giảm thêm 2-3% nữa về lãi suất thì doanh nghiệp mới dám tiếp cận. Rồi theo ngân hàng của Singapore là UOB, tiếng Việt là như thế, UOB, tiếng Anh đọc là UOB á, thì dự báo rằng là cái mức lãi suất tái cấp vốn của Việt Nam thì có khả năng tiếp tục nới lỏng và sẽ giảm thêm 0.5%, tức là 50 điểm cơ bản vào quý 2 năm 2023. Thì với những cái thông tin như thế này thì chúng ta thấy rằng là cái mức lãi suất nó sẽ còn hạ xuống và điều này tốt cho doanh nghiệp dần dần. Và nền kinh tế thì thực tế là nó đã đi xuống rất là sâu trong cái quý 1 rồi, đặc biệt là đối với lại Hồ Chí Minh, phải không các bạn? Chúng ta thấy rằng còn rất nhiều cái khó khăn ở cái lực cầu sức mua về việc làm, đặc biệt là cái báo đầu tư chứng khoán có đăng lại một cái bài là trung tâm kinh tế của cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh nó có một cái căn bệnh lạ hơn 2 thập kỷ, tăng trưởng giảm rất là sâu. Đấy. Và lần đầu tiên chúng ta cũng chứng kiến thấy trong cái hệ thống chuỗi điện máy này bán các cái đồ điện tử thì cũng có những hiện tượng là giảm giá đồng loạt tận đáy những sản phẩm của Apple, đặc biệt là iPhone, iPad, MacBook, vì cái sức mua hiện nay rất là yếu. Những cái thông tin về mất việc làm tại các khu công nghiệp, rồi giãn hoãn việc làm thì cũng đang xảy ra do cái suy thoái về mặt khách quan tại Âu Châu và Mỹ. Đấy. Và lần đầu tiên thì cũng đã chứng kiến thấy là Samsung chẳng hạn, họ có một cái lợi nhuận trên toàn cầu thấp nhất kể từ năm 2009 do cái sức mua của người dân tại châu Âu và của Mỹ đều giảm. Thì cái này là cái khách quan. Samsung họ đặt cái nhà máy tại Bắc Ninh rồi Thái Nguyên tại Việt Nam. Khi mà chúng ta xuất khẩu những sản phẩm điện thoại, điện tử, từ màn hình, TV cho đến điện thoại, đúng không? Thì cái sức mua tại châu Âu ở Mỹ nó giảm đi thì cái đơn hàng mới cũng ít và việc làm nó cũng ít đi, dẫn đến thu nhập giảm xuống. Thì nó có những cái điểm tích cực là chúng ta đã hạ lãi suất xuống, nhưng nó có những cái điểm mà chúng ta thấy rằng là có thể nền kinh tế sẽ còn tồn tại những khó khăn thêm 1 đến 2 quý tới, vào quý 2 hoặc là quý 3 năm nay nó cũng dần dần nó có thể nó sẽ hồi phục, nhưng mà tôi vẫn tin rằng cần phải có cái chính sách kích cầu tập trung vào chữ C là cái chỗ consumption của người dân nhiều hơn, tiêu dùng trong nước, nội địa. Đấy. Còn cái đầu tư công thì chúng ta cũng cứ quan sát, bởi vì đầu tư công thì cái thủ tục, những cái thách thức của Việt Nam mình về cái gọi là các cái process, các quy trình nó sẽ cần phải thời gian nhiều hơn. Đấy. Thì đấy là một số những cái mà chúng ta cần có phải theo dõi. Tức là bên cạnh những yếu tố thuận lợi thì nó còn hiện tại những cái yếu tố khó khăn. Và các bạn sẽ nhìn thấy những cái báo cáo quý 1 thời gian tới được ra mắt bắt đầu từ khoảng 15 tháng 4 này cho đến khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5 thì các bạn sẽ nhìn thấy những doanh nghiệp lớn thuộc những ngành lĩnh vực như là ngân hàng, bất động sản, thép, chứng khoán, thực phẩm tại Việt Nam có báo cáo quý 1. Thì dự kiến là cái doanh thu, một vài thông tin tôi đã có, thì cái doanh thu và cái lợi nhuận
của những cái hãng này sẽ giảm khá là sâu, giảm khá là sâu. Thép thì dự báo không phải là chỉ khó khăn trong quý 1 này mà còn tiếp tục khó khăn cho quý 2, quý 3 tới. Đấy, sẽ không có nhiều kỳ vọng bởi vì là cái cổ phiếu chu kỳ mà. Đấy, nhưng mà cái tốt thì là cái lãi suất bắt đầu giảm xuống. Đấy. Tuy nhiên trên mạng thì có một cái thông tin, đó là tin đồn ở trên các hội nhóm mạng xã hội, các nhóm chat để học viên có hỏi tôi là: thầy ơi, có tin đồn hạ dự trữ bắt buộc của ngân hàng nhà nước thì có lý hay không có lý? Xin thưa với bạn rằng là tôi thì tôi không có nằm ở trong cái thông tin ngân hàng này, tôi biết là có hạ dự trữ bắt buộc hay không. Nhưng từ quan điểm cá nhân, một người theo dõi về thị trường và vĩ mô, thì tôi cho rằng cái thông tin hạ dự trữ bắt buộc đồn là không có căn cứ và cơ sở. Bởi vì cái việc hạ dự trữ bắt buộc này nó chỉ diễn ra trong trường hợp mà cái tín dụng của nền kinh tế đang thiếu. Đấy. Dự trữ bắt buộc là cái gì đó? Đấy. Thì nó cũng liên hệ với hiện tượng bank run tại Mỹ vừa rồi đấy. Nhớ các bạn ha. Đó là nếu mà bạn đem vào ngân hàng 100 tỷ thì theo quy định của ngân hàng chúng ta đấy, chúng ta phải giữ lại 10% ngân hàng thương mại và cho vay 90 tỷ. Nhưng anh phải giữ lại 10 tỷ. Cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc này là 10% để đáp ứng các nhu cầu rút tiền của người gửi. Đấy. Ở Mỹ thì là 7%, 100 tỷ đô thì phải giữ lại 7 tỷ. Thế còn nếu bây giờ bạn đỏ đồn hạ cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tức là gửi 100 tỷ khách hàng gửi vào thì ngân hàng có thể lấy nhiều hơn 90 tỷ để cho vay. Trong cái bối cảnh hiện tại thì theo tôi là cái điều đấy là vô lý. Đây là ý kiến cá nhân tôi, các bạn xem lại tuyên bố miễn trách của tôi. Nhưng mà vì vô lý vì mấy thứ. Một là cái việc hệ thống ngân hàng của Mỹ và châu Âu châu, những cái rủi ro liên quan đến bank run nó mới qua tức thì thôi. Và chúng ta cũng chưa biết nó sẽ biến thể sang doanh nghiệp như thế nào. Mà bank run nó xuất phát từ cái chuyện là cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc thấp quá. Khi mà người gửi tiền đến rút là anh không có tiền để đáp ứng. Đúng không? Mỹ Âu như thế, trong cái bối cảnh mà ngân hàng hiện tại chúng ta còn chưa biết là sẽ đối mặt với cái gì, mà bây giờ hạ dự trữ bắt buộc là một bước đi mạo hiểm liên quan ổn định hệ thống kinh tế tài chính. Cái này là quan điểm chia sẻ của tôi với những cái tin đồn, và tôi không cho rằng đó là sự thật. Điều thứ hai, các bạn phải biết rằng là chỉ hạ dự trữ bắt buộc trong các nước khác về lý thuyết về ngân hàng, về tài chính khi mà thiếu hụt tín dụng. Còn đằng này, cái thực trạng của cái nền kinh tế, nếu các bạn nhìn vào mà tôi vừa chia sẻ với các bạn ấy, đó là sự thừa tín dụng. Lãi suất tiết kiệm ở mức 7.5-9% là mức lãi suất tiết kiệm cao. Trong khi kinh doanh thì gặp khó về đầu ra. Dân đem tiền gửi vào ngân hàng rất nhiều, đặc biệt đối với Big Four, các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước. Nghĩa là anh có rất nhiều tiền từ tiền gửi của dân, nhưng cái đầu ra của các doanh nghiệp hiện tại thì lại bị tắc nghẽn bởi lĩnh vực hấp thu nhiều nhất về vốn là bất động sản thì đang kém thanh khoản. Kinh doanh thì bây giờ chỉ có vay để đảo nợ, mà vay đảo nợ thì không đủ tiêu chuẩn về tín dụng, hoặc là thì lại không vay được. Vay đảo nợ mà không đủ, nếu mà trong trường hợp đủ điều kiện thì người ta vẫn đảo nợ được, nhưng mà trong trường hợp không đủ điều kiện thì rất khó để mà cho vay, phải không? Đấy là cái mà các bạn có thể nhìn thấy. Còn những doanh nghiệp vay để mở rộng sản xuất kinh doanh thì bây giờ cái thị trường đầu ra có đâu mà vay mở rộng sản xuất kinh doanh làm cái gì? Nên là cái tăng trưởng tín dụng trong quý 1 nó thấp. Và nếu như không giải quyết được vấn đề đầu ra, tức là thị trường tiêu thụ, thì cái tăng trưởng tín dụng trong quý 2 tôi tin rằng tiếp tục ở mức thấp. Do đó thì tóm lại kết luận là gì? Tín dụng hiện nay không thiếu mà đang thừa. Huy động nhiều hơn cho vay. Chỉ tiêu tín dụng
12%, 13% hoặc các ngân hàng 13%. Nếu mà không dùng cái chỉ tiêu đó để mà mua lại những trái phiếu đến hạn đó, mà chỉ cho vay doanh nghiệp đơn thuần thì không bao giờ dùng hết được. Do đó thì chả có lý do gì mà lại có cái tin đồn trên hội nhóm mạng xã hội nói rằng là hạ dự trữ bắt buộc. Vô lý. Nhất là trong cái bối cảnh của cái số 1, sự nguy hiểm của bank run system ở Mỹ và Âu vừa mới xảy ra, thì tôi không tin rằng là một cái sự điều hành mà của chúng ta rất là cẩn trọng, rất là hợp tình hợp lý mà lại có cái hiện tượng đi hạ cái dự trữ bắt buộc. Đấy là cá nhân tôi tin là như vậy. Cho nên đồn thì tôi xin thưa với bạn rằng là chẳng qua đồn ấy là để nhằm phục vụ mục đích đánh đấm cổ phiếu thôi. Kích thích cái lòng tham của một số người nhẹ dạ, không có biết thông tin thôi. Tất nhiên, tôi hoàn toàn có thể sai. Trong một cái suy luận bình thường thì nó không có cái việc mà hạ dự trữ bắt buộc. Nhưng mà nếu mà có sự quyết liệt nào đấy thì hoàn toàn có thể có dự hạ. Nhưng mà suy nghĩ thông thường và logic thì không. Nếu mà trong trường hợp mà tôi sai thì cũng chia sẻ với bạn là tôi hoàn toàn có thể sai trong cái tuyên bố miễn trách của mình. Tuy như vậy thì bạn cứ nghĩ mà xem, thừa tín dụng thì có cần phải hạ dự trữ bắt buộc không? Thì theo tôi là không. Thực ra bởi vì chỉ cần một cái cách giải quyết thôi, đó là cho vay với tiêu chuẩn thấp một cái thì ăn hết tín dụng ngay mà. Cần gì phải dự trữ hạ dự trữ bắt buộc. Nhưng mà cho vay với tiêu chuẩn thấp thì sau này cái nợ xấu của ngân hàng nó tăng lên, rất khó để hạ cái tiêu chuẩn cho vay các bạn nhé. Cho nên là tôi thì với vấn đề của tin đồn, tôi cho rằng là cái việc đưa những cái tin đồn này phục vụ mục đích đánh lên đánh xuống cổ phiếu là chính, không phải là cái vấn đề cốt lõi. Đấy là cái mà tôi chia sẻ. Khi thị trường tốt lên thì thành tích của các quỹ cũng tốt hơn. Những cái báo như Vietstock đưa tin là thành tích của quỹ lớn nhất Dragon Capital, quỹ Vale đó, nó đã tăng 4,71% trong quý 1. Rồi quỹ Pin Elite Fund tăng trưởng 9% trong cái tháng 3. Đây là thông tin tốt. Nhưng một cái thông tin không tốt lắm, đó là những quỹ ngoại này gần như giờ đang trạng thái full cổ phiếu. Nếu vào thời điểm đầu tháng 3 thì các bạn thấy các cái quỹ ngoại xả hàng trong tháng 1, tháng 2 và có tiền mặt lớn nhất trên 10% quỹ, thì đến thời điểm đầu tháng 4 hiện tại các cái quỹ này đang full hàng. Mà full hàng thì thị trường trong ngắn hạn nó là câu chuyện giữa bò và gấu. Anh phải có cái người mua lên, mà người mua lên phải có tiền thì thị trường nó mới tăng. Bây giờ thiếu người mua lên mà anh lại full hàng, mà không có người mua lên thì thị trường sẽ phải tìm điểm cân bằng mới. Đấy là cái điểm mà mặt bên phải của cái hiện tượng. Thành tích tốt, giá đã tăng, bây giờ anh sẽ cân nhắc cả chốt lời hay không. Đấy. Tôi sẽ phân tích sâu hơn. Tuần trước tôi nói với các bạn rằng là thị trường sẽ tích cực và phân hóa phá vỡ 1060. Thì chúng ta cũng đã nhìn chứng kiến thấy là thị trường đã phá vỡ lên 1060. Đúng không nào? Khá là ok. Và nó phá vỡ ngay trong cái ngày mùng 3 tháng 4 luôn. Đấy. Cái ngày thứ hai chúng ta thấy là thị trường đã đi phá vỡ trên 1060. Và đây là một cái điều rất là tốt. Đấy. Tuy vậy thì như tôi nói với bạn ngay từ đầu, đoạn giữa video chứ không phải đầu, lúc mà nói về đoạn đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam thì phe bò bắt đầu đuối sức. Và cái sự đuối sức ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, và cái ngày mùng 6 tháng 4, ngày thứ 5 đã cho thấy là cái sự đuối rồi. Thì cũng trong cái bối cảnh tin tức là các quỹ bắt đầu phun hàng và có thể sẽ chốt lời chẳng hạn, đấy là cái nhận định của tôi trong ngắn hạn, thì sẽ thiếu cái lực mua. Và tôi nhận định thị trường bắt đầu tham lam, bởi vì cái dữ liệu tại phần mềm Kung Fu Stock Pro của tôi và phát triển nó không biết nói dối. Cụ thể đây là cái dashboard của cái phần mềm các bạn nhé. Cái chỉ báo tâm lý thì lên mức tham lam tột độ trên thang điểm 100, nó là 94/100 rồi. Và bạn nhìn theo mốc thời gian thì nó gần tiến tới cái đỉnh của cái tháng 1 năm 2023. Đấy, các bạn nhìn này. Trước khi có cái điều chỉnh
vào cái ngày 27 tháng 1 thì nó đã có cái sự mà trước đó là nó có cái đỉnh tham lam. Và các bạn nhìn vào tháng 7, đầu tháng 8 2022 thì các bạn thấy có sự tham lam. Đấy, là cái lúc index ở 1.381. Cho nên dữ liệu thì nó không nói dối, bởi vì cái này là con AI của chúng tôi dựa trên các cái... Các bạn hỏi tôi là cái này được tính như thế nào thì xin phép các bạn là cái công thức này không chia sẻ với mọi người. Nhưng mà nó là một cái nước sốt bí mật của bên Kumho Stock Pro. Nhưng thường chúng tôi dựa rất nhiều yếu tố, và nó có cả những yếu tố lắng nghe các cái cộng đồng mà mạng xã hội nữa. Rồi các bạn thấy rằng là cái chỉ báo rủi ro thì nó bắt đầu tiến tới cái vùng rủi ro cao. Đấy. Ở thường ở những vùng rủi ro cao màu đỏ này thì thường sẽ có những sự điều chỉnh. Thêm yếu tố nữa, trong một tuần vừa rồi thì penny thu hút tiền gấp đôi, blue chip không thu hút tiền mà đứng giá, có thể là không còn động lực. Penny là những cổ phiếu móc cống, có nền tảng cơ bản yếu kém, thị giá rẻ, và càng lỗ càng lên, càng thanh tra càng lên, nó sặc mùi đầu cơ và kiếm tiền nhanh. Tức là cái tâm lý kiếm tiền nhanh và làm giàu trong vòng 1 ngày 2 ngày đang quay trở lại thị trường rất mạnh mẽ. Thì bây giờ các bạn nhìn ha. Cái này tôi nói nó dựa trên cái phần mà đây các bạn nhìn. Trong nó ở đây chứ không phải là tự dưng tôi muốn chế nói gì nói ha. Rồi sức khỏe thị trường nó ở cái Kumho Stock Pro, các bạn có thể đăng ký sử dụng phần mềm để trải nghiệm nó. Tôi chia sẻ nó cắt từ những cái phần mềm ở đây. Cái này nó gọi nhật báo IBD. IBD là viết tắt của cái từ gì? Nó Investor Business Daily. Tôi được truyền cảm hứng bởi cái làm giàu từ chứng khoán mà cái bộ tôi dịch cho. Nếu các bạn nào mà muốn hiểu IBD như thế nào thì các bạn vào trong shop.happy.live, các bạn vào trong cái sách đầu tư. Và sách đầu tư của chúng tôi thì có bộ làm giàu từ chứng khoán là cái bộ bán chạy nhất ấy. Đây này, cái bộ này này. Đấy. Các bạn có thể mua trên Tiki hoặc trên Shopee của Happy Life. Tiki thì các bạn vào đây. Đây, các bạn vào làm giàu từ chứng khoán William O'Neill ha. Sách thật của chúng tôi đây. Các bạn nhìn này, đánh giá là có 2.376 đánh giá, 4,8 sao rất là lớn. Hoặc là Shopee thì các bạn đánh Shopee. Đấy. Shopee thì bạn vào ở đây thì nó có luôn. Đó các bạn ha. Đây Happy Life. Tìm shop Happy Life shop này. Đấy, các bạn thấy có Happy Life ngay và luôn. Đấy. Thì đây là những cái nào mà có Happy Life Company này. Đấy, chúng tôi tủ sách của chúng tôi hàng chính hãng, có 7.500 người theo dõi nhá. Còn Happy Life trên Tiki thì chúng tôi cũng đã có lên tới 9.400 người theo dõi. Các bạn có thể mua tại Happy Life shop, trang web, hoặc là Tiki, hoặc là Shopee, hoặc là các bạn răng Fahasa, nhà sách Phương Nam thì đều có. Thì tôi được truyền cảm hứng bởi William O'Neill với bộ làm giàu từ chứng khoán. Ông có nhật báo IBD cũng rất nổi tiếng. Và Việt Nam thì Thái Phạm cùng cộng sự của mình cũng đã ra mắt cái nhật báo IBD, và cái này rất là hữu ích với hộp nhịp đập thị trường, với nỗ lực và kết quả, với sức khỏe của thị trường. Thì các bạn nhìn thấy là cái chia sẻ của tôi về cái chuyện tại sao thị trường nó tham lam mà nó rất có cơ sở. Những người sử dụng phần mềm thì nó là độc quyền duy nhất tại Việt Nam về thị trường Việt Nam, với những cái dữ liệu không chỉ là về kỹ thuật mà còn về phân tích FA của cổ phiếu. Nếu mà FA cổ phiếu mà bạn xem phân tích báo cáo ngân hàng của chúng tôi thì nó là thực sự là quá tốt luôn. Từ điểm cán lên 4M, các cái biểu đồ độc quyền tại về nợ xấu, huy động vốn, rồi tổng tài sản hay là tổng nợ xấu này, các bạn nhìn này, lãi thuần, điểm số của ngân hàng hiệu quả, rồi thu nhập, rồi tỷ lệ LDR, loan to deposit ratio, cho vay trên vốn huy động, rồi tài sản tăng trưởng sao vân vân, thì cái này là chỉ có độc quyền. Chúng tôi phân tích chứng khoán, chúng tôi phân tích bảo hiểm, chúng tôi phân tích những cái công ty về ngân hàng, rồi doanh nghiệp sản xuất độc quyền luôn rồi. Đấy. Thế thì đấy là cái mà các bạn có thể coi.
Thêm một yếu tố nữa mà tôi khuyên các bạn bắt đầu phải cẩn trọng, bởi vì là theo thông tin mà chúng ta nắm thì nước ngoài trong 7 phiên gần nhất là bán ròng tới 5 phiên. Đấy. Thứ 6 họ bán ròng 158 tỷ. Thứ 5 là bán ròng 222 tỷ. Mua ròng hôm thứ 4 là 224 tỷ, nhưng mà thứ 3 thì lại bán ròng là thứ 3 là bán ròng 268 tỷ. Thứ 2 mua ròng 166 tỷ, nhưng hai phiên tuần trước bán ròng 408 tỷ, bán ròng rất lớn. Thì khi mà họ bán ròng như vậy, và thông tin tôi biết được thì Fubon ETF hàng ngày hiện nay chưa huy động được vốn mới. Trong cái 4.500 tỷ huy động ấy, thì mới huy động được hơn 1.500 tỷ thôi. Trong lúc mà chưa huy động được thì lại còn bị rút chứng chỉ quỹ tạm thời ngắn hạn là như vậy, dẫn đến là bị bán ròng. Thì một cái quỹ lớn thì full hàng, tiền đổ vào trụ thì lại chưa huy động được mới. Thì giờ muốn có tiền mua tiếp thì anh phải bán cái cổ phiếu có lời, anh chốt lời, mà đồng thời là tiền thì lại đi di chuyển vào nhóm penny móc cống, đẩy cái tham lam lên tột độ thế này. À, dữ liệu đâu nói dối đâu, đúng không? Nhưng không phải bằng cảm tính, thị trường không phải bắt đầu tham lam tột độ thì thôi nhận định rằng là dòng tiền đầu cơ ấy mà. Những con gà tây ở trong giỏ, hãy học lại cái bài học đi săn gà tây của tôi trên YouTube, bạn đánh này, Thái Phạm săn gà tây. Thì các bạn nhìn nghe đấy, cái bài học mà 4 tháng trước đi săn gà tây, các bạn sẽ thấy ha. Bạn xem lại cái video này, bài học đi săn gà tây trong đầu tư chứng khoán. Thì dòng tiền đầu cơ mà tham lam, mà muốn ăn giàu nhanh, ăn nhanh, bỏ nỗi sợ bị bỏ lỡ kiếm tiền sẽ kéo dài thêm khoảng độ vài phiên nữa, nhưng không được lâu đâu, bởi vì dòng tiền nóng mà. Các bạn có thể cân nhắc bảo vệ thành quả ngắn, chờ đón cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 mà dự báo nó không mấy sáng, nhưng mà các bạn có lời rồi thì nên bảo vệ những con gà tây của bạn. Again, một lần nữa thì các bạn xem lại tuyên bố miễn trách của tôi ở trong cái video này, nghĩa là đây là quan điểm cá nhân tôi, và bạn theo dõi video của tôi thì tôi chia sẻ với các bạn rất là chân tình về quan điểm cá nhân tôi. Các bạn hãy tham khảo, bởi vì đây chỉ là một ý kiến của tôi. Và ý kiến này nó có thể sai, nhưng sẽ góp thêm cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm liên quan thị trường tài chính. Tôi nghĩ rằng là có thể cân nhắc bảo vệ thành quả ngắn, và đừng tranh cãi với nhật báo IBD của Kung Fu Stock Pro. Đấy. Và tôi cũng không bao giờ tranh cãi với thị trường thông minh hơn mình. Thì đối với tôi thì nhật báo IBD, chúng tôi luôn luôn nói rất rõ các mốc nào chúng tôi sẽ thoát ra khỏi thị trường, để các bạn có thể trải nghiệm. Ở trên cái phần mềm chúng tôi nói rất rõ ở đây rồi. Thế thì đối với tôi thì thị trường nó có thể nó sẽ không xấu, nhưng mà cái việc chốt lời khi mà sự tham lam lên cao là cần thiết, và như vậy nó mới bền. Như vậy mới bền. Đấy là cái điều tôi chia sẻ. Và quan trọng, khi đồng tiền đầu cơ chảy vào đầu cơ nhiều và chỉ số tham lam lên rất mạnh thì tôi sẽ lặng lẽ không tranh cãi với nó. Còn tất nhiên liều ăn nhiều, nếu bạn đang có vị thế thuận lợi, liều thật là liều và ăn thật là nhiều, thì tôi vẫn chúc mừng bạn, bạn lại có thêm những con gà tây mới. Nhưng cuộc sống mà, hãy nhớ lại những lần thị trường tham lam rất là mạnh vào tháng 1 và thời điểm tham lam rất mạnh trước khi T2.5 áp dụng vào cuối tháng 8 năm 2022, lúc ở 1.284 điểm nhé. Sự thận trọng luôn luôn là cần thiết. Hope for the best. And tôi không bao giờ tranh cãi với thị trường. Tôi luôn luôn hy vọng cho những điều tuyệt vời nhất. Nhưng tôi luôn chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Đúng không ạ? Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe quan điểm của Thái Phạm trong video nhịp đập thị trường của tuần mới. Và Thái Phạm xin chúc bạn có một cái tuần take profit, hoặc ít nhất là có cái may mắn thật nhiều. Và chúc cho các bạn tiếp tục có thêm cái cảm hứng để tìm hiểu về chứng khoán, đọc thật nhiều những cái sách
về chứng khoán, về Jesse Livermore, về William O'Neill, về Nến Nhật, về Wyckoff 1 và 2, nghệ thuật kiếm tiền hàng ngày nếu các bạn tham gia vào những cái thị trường ở các khung ngắn hơn. Để làm gì? Để chúng ta trang bị kiến thức. Và kiến thức trên thị trường thì luôn luôn không bao giờ là thiếu cả. Và nếu bạn có thì không ai phỉnh lừa được bạn. Và những quan điểm sẽ góp thêm các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Xin chào và hy vọng rằng các bạn sẽ tìm thấy video này hữu ích. Hữu ích thì hãy chia sẻ nó cho những người mà chưa biết đến Thái Phạm. Và nhớ ủng hộ Thái Phạm bằng cách nhấn nút đăng ký kênh. Đăng ký kênh ha. Ở đây này, nó có cái nút đăng ký kênh. Đấy. Nếu bạn tham gia mà các bạn nhìn vào trong cái incognito đấy, thì bạn giả sử bạn đánh vào YouTube, bạn đánh vào Thái Phạm, thì bạn sẽ thấy rằng là có một nút đăng ký kênh ở ngay đây. Bạn nhấn vào cái nút này giúp tôi cái, khoanh khoanh vào cái nút đăng ký này, và giúp tôi đạt trước mắt là 900.000 sub, rồi 1 triệu sub bạn nhé. Thái Phạm biết ơn bạn rất nhiều và mong muốn có tiếp tục thêm nhiều sức khỏe và sự kiên trì, năng lượng để phục vụ các bạn tốt hơn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.